đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam thắng đậm Nepal, giữ thanh thúy chờ đại chiến Hàn Quốc. Ở trận ra quân ASEAN 19 ngày 30 tháng 9, đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam thắng dễ Nepal 3-0. Trong cảnh chủ công Trần Thị Thanh Thúy chỉ thi đấu hiệp đầu, được huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt rút ra dưỡng sức cho trận đại chiến với Hàn Quốc ngày 1 tháng 10. Đội tuyển nữ bóng truyền Việt Nam đã mở màn ASEAN 19 bằng trận thắng dễ dàng Nepal 3-0. Trong đó nữ chủ công số 1 Trần Thị Thanh Thúy chỉ thi đấu trong hiệp 1 trước khi được cho ra nghỉ trong hiệp 2 sau để dưỡng sức cho trận đại chiến với Hàn Quốc vào ngày 1 tháng 10. Khởi đầu trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt tung ra đội hình xuất phát gồm đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy, Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Trần Tú Linh và libero Nguyễn Khánh Đan. Trước đối thủ Nepal thua kém nhiều cả về thể hình lẫn kỹ thuật, kinh nghiệm, đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam dễ dàng thắng dễ dàng hiệp 1 với tỷ số 25-4. Đây là hiệp đấu đội trưởng Thanh Thủy chỉ ghi 2 điểm và chủ yếu bấm bóng cho các đồng đội. Trong hai hiệp sau đó, huấn luyện viên Tuấn Kiệt rút các trụ cột như Thanh Thúy, Kiều Trinh, Trần Tú Linh ra ngồi nghỉ trên băng ghế dự bị. Nhưng đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam vẫn dễ dàng có thêm hai chiến thắng nữa, với các tỷ số lần lượt là 25-16 và 25-13. Chiến thắng dễ dàng ba thôn này giống màn làm nóng nhẹ nhàng của đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam trước trận Thị Thanh Húy và các đồng đội bước vào trận đấu quan trọng với Hàn Quốc vào lúc 10 giờ 30 phút tại Hàn Châu. Tương đương với 9 giờ 30 phút giờ Việt Nam ngày 1 tháng 10, hình ảnh đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam thắng dễ dàng Nepal 3-0. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hướng đến top 8 ASEAN 19. Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 30 tháng 9, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ ra quân tại ASEAN 19 với đối thủ là Nepal. Từ đầu năm đến nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã gây được nhiều tiếng vang nhờ đạt thành tích làm nức lòng người hâm mộ ở nhiều giải đấu tầm cỡ. Giải đấu gần đây nhất là tuyển nữ Việt Nam tham dự giải vô địch châu Á 2023. Lúc đó, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt tạo ra địa chấn khi lần đầu đến với bán kết của sân chơi này, dù chạm trán với các đội bóng mạnh của châu Á như Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc. Trước đó, tuyển nữ Việt Nam còn tham dự FIVB Challenger, giải đấu quốc tế diễn ra ở Pháp, việc được thi đấu nhiều ở các đội bóng đã giúp tuyển nữ Việt Nam vừa nâng cao trình độ, vừa tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu. Mặc dù vừa mới vào đến bán kết giải châu Á, nhưng tuyển nữ Việt Nam không đặt mục tiêu tái lập kỳ tích này ở ASEAN 19. Trao đổi với tuổi trẻ, huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết, tại ASEAN 19, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng với Nepal và Hàn Quốc. Chúng tôi sẽ cố gắng lọt vào top 8 đội mạnh nhất của ASEAN 19. Ngày 28 tháng 9, toàn đội đã có mặt ở Hàng Châu, Trung Quốc. Dù trải qua hành trình khá vất vả, nhưng ngay sáng ngày 29 tháng 9, toàn đội đã ra sân tập luyện. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết, dù các vận động viên khá mệt sau hành trình di chuyển, nhưng trên sân tập, mọi người đều đã sẵn sàng và háo hức bước vào các trận đấu tại ASEAN 19. Do không được đánh giá cao nên chiến thắng là điều nằm trong tầm tay của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Trong khi đó, Hàn Quốc từng là bại tướng của Thanh Thúy và các đội tuyển ở giải vô địch châu Á 2023 vừa qua. Niềm hy vọng lớn nhất của tuyển nữ Việt Nam tại ASAP-19 vẫn là chủ công, đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy. Nhận xét về cô học trò này, ông Kiệt cho biết, ngoài đẳng cấp trong thi đấu, Thanh Thúy còn mang đến những giá trị lớn hơn về mặt chuyên môn và giá trị tinh thần. Do đó, việc Thanh Thúy tham dự ASAP-19 là điều rất tốt với toàn đội. Ngoài vị trí chủ công của Thanh Thúy, ông Kiệt còn yên tâm với vị trí chuyện 2 và libero. Tuy nhiên, điều ông Kiệt cảm thấy lo nhất vào lúc này là vị trí phụ công. Theo ông Kiệt, ở các giải trước đây, lão tướng Đinh Thị Trà Giang thường song hành cùng đội tuyển. Nhưng do ở ASEAN 19 chỉ có 12 vận động viên, ông đành phải gạch tên Trà Giang. Trong khi đó, Nguyễn Thị Trinh, Trần Thị Bích Thủy và Lý Thị Luyến. Dù được trao nhiều cơ hội, nhưng vẫn chưa đạt được đúng yêu cầu mà ban huấn luyện trong đợi. Dù vậy, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn không giấu được hy vọng các vận động viên trẻ sẽ đạt được tiến bộ qua ASEAN 19. Đội tuyển bóng truyền nữ tự tin chinh phục ASEAN 19 Hôm nay các cô gái bóng truyền nữ Việt Nam lên đường tới Hàng Châu Trung Quốc tham dự ASEAN 19 và có quyết tâm cao nhất để không phụ lòng người hâm mộ. Trước giờ lên đường, huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết toàn đội có tinh thần tốt, quyết tâm thi đấu đạt kết quả tốt nhất tại ASEAN 19 lần này. Đây là đấu trường có các đội bóng mạnh nhất châu lục thi đấu, mọi trận đều không dễ dàng. Trước hết đội bóng phải thi đấu vượt qua vòng bảng, sau đó sẽ tính tiếp. Lúc 10 giờ sáng ngày 28 tháng 9, tất cả thành viên của đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam lên đường di chuyển tới Hàng Châu Trung Quốc để nhập cuộc tranh tài ASEAN 19. Năm năm trước chúng ta dự ASEAN 18 tại Indonesia và có hạng 6 Trung cuộc. Vì vậy lần này mục tiêu của đội bóng là cải thiện thứ hạng hơn vị trí trên. Đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam đã thi đấu giải bóng truyền vô địch châu Á 2023 đầu tháng 9 vừa qua và đã thấy được khả năng chuyên môn của những đội bóng hàng đầu như Trung Quốc Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc chúng ta đã có hạng 4 châu Á là một sự khích lệ trong chuyên môn lẫn tinh thần cầu thủ dù vậy thi đấu ASEAN là câu chuyện khác vì đây là nơi khẳng định để giành thành tích huy chương nên các đội sẽ có phương án tối ưu nhất về con người để thi đấu ASEAN 19 là giải đấu quốc tế cuối cùng của các tuyển thủ bóng truyền nữ Việt Nam trước khi họ trở lại câu lạc bộ chuẩn bị cho vòng 2 giải bóng truyền vô địch quốc gia 2023. Từng tuyển thủ có sự chuẩn bị kỹ càng cho bản thân trong những tuần qua. Mục tiêu không chỉ là giữ ASEAN 19 để nỗ lực mà đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam phấn đấu giành thứ hạng cụ thể nên huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt có sự chuẩn bị đáng kể cho đội tuyển. Chúng ta tập trung nâng cao thể lực suốt thời gian qua để làm sao mỗi cầu thủ có sự dẻo dai nhất khi ra sân mỗi trận đấu tại ASEAN 19 chắc chắn là dịp của các cầu thủ đảm bảo thể lực tốt nhất. 12 cầu thủ dự đại hội lần này là gồm Đoàn Thị Lâm Oanh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Trinh, Đoàn Thị Xuân, Nguyễn Khánh Đang, Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Tú Linh, Lý Thị Luyến, Trần Thị Bích Thủy, Phạm Thị Nguyệt Anh. Tại đội hình này chúng ta còn lại Trần Thị Thanh Thúy và Nguyễn Thị Trinh là người đã thi đấu ASEAN 18 năm 2018 ở Indonesia. Ngoài ra, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cũng là huấn luyện viên trưởng đội tuyển tại ASEAN 18. Theo tiết lộ của ban huấn luyện, trước mắt tuyển phấn đấu lọt vào nhóm 8 đội có thành tích tốt nhất sau vòng bảng. Sau đó nếu có cơ hội trong tay, khả năng tìm các vị trí cao hơn sẽ được tính toán trong từng trận. Cầu thủ toàn đội có sự quyết tâm thi đấu lần này vì cơ hội dự giải ASEAN sau 4 năm một lần không phải ai cũng được nên tất cả trân trọng việc thi đấu của mình. Đại diện ban huấn luyện chia sẻ thêm. Môn bóng chuyển nữ của ASEAN 19 gồm 13 đội tuyển tham dự. Bảng A gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Bảng B gồm Thái Lan, Đài Bắc, Trung Hoa, Mông Cổ. Bảng C gồm Hàn Quốc, Việt Nam, Nepal. Bảng D, Nhật Bản, Kazakhstan, Afghanistan, Hồng Kông, Trung Quốc. Lịch thi đấu của môn bóng chuyển đã công bố với nội dung bóng chuyển nam sẽ thi đấu từ ngày 19 tháng 9 tới 26 tháng 9. Còn nội dung bóng chuyển nữ sẽ thi đấu từ 30 tháng 9 tới mùng 7 tháng 10. Tuyển bóng chuyển nữ Việt Nam xuất trận đầu tiên gặp đội nữ Nepal vào lúc 14 giờ 30 ngày 30 tháng 9 Ngày tiếp theo mùng 1 tháng 10, đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam sẽ gặp đội nữ Hàn Quốc lúc 10 giờ 30 sáng. Lịch thi đấu bóng truyền ASEAN 2023 mới nhất, bóng truyền nữ Việt Nam lập kỳ tích trên bảng xếp hạng thế giới. Tại ASEAN 2023, bóng truyền Việt Nam chỉ tham dự nội dung bóng truyền nữ. Thanh Thúy cùng các đồng đội nằm ở bảng C cùng Hàn Quốc và Nepal. Mục tiêu của đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam là nằm top 8 của giải đấu, đồng nghĩa với việc phải nằm trong hai vị trí dẫn đầu của bảng. Ngay trước thời điểm ra quân ở ASEAN 2023, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chính thức vượt mặt Hàn Quốc trên bảng xếp hạng thế giới. Tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc đã thất bại cả 7 trận ở vòng loại Olympic Paris 2024, dẫn đến bị trừ rất nhiều điểm trên bảng xếp hạng bóng chuyền nữ thế giới. Mới nhất là trận thua trước Slovenia, kết quả này khiến Hàn Quốc bị trừ 7,1 điểm, còn lại 93,72 điểm. Hàn Quốc cũng chính thức rơi xuống vị trí thứ 40, tuyển Việt Nam bước lên vị trí thứ 39 với 94,82 điểm